hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Dốc Cao Vời Vợi của Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc của Thanh Lan và tác giả. Khi Dung đặt gánh rau, dựng cái đòn gánh vào cột đèn và đưa tay lên xoa vai cho đỡ mỏi, thì Mạo ở bên kia đường lững thững đi sang. Trời còn quá sớm, ánh sáng vàng úa từ ngọn đèn tròn treo lủng lẳng trên đầu cái cột gỗ nghiêng hắt xuống, in bóng Mạo thành một vệt dài, cứ từ từ thu ngắn lại cho đến lúc gã đến trước mặt Dung. Phía sau hai người, chợ bắt đầu họp, tiếng ồn ào vọng ra từng chập. Vài ngọn đèn dầu hỏa, những ánh nến chập chờn trên những căn sập gỗ lợp tôn nhô ra thụt vào, không có hàng lối nào nhất định. Người ta mua bán vội vã để tránh sự đuổi bắt khi trời đã sáng rõ, bởi lúc này chính quyền còn rất khắt khe trong sinh hoạt làm ăn cá thể cũng như tiểu thương. Dung không có sập trong nhà lồng chợ, nàng chọn một khoảng trống lề đường ngay dưới chân cột đèn để làm chỗ hẹn, ngày ngày giao hàng cho Mạo, người khách thường xuyên và trung thành mà Dung giao dịch từ nửa năm nay. Đến trước mặt Dung, Mạo quăng điếu thuốc hút dở xuống chân, rồi thân tình hỏi: "Chào cô, bác khỏe không cô?" Dung tươi cười đáp: "Dạ, cảm ơn anh hỏi thăm. Mẹ tôi đỡ nhiều rồi. Anh đến lâu chưa? Dậy sớm quá nhỉ?" Mạo thọc hai tay vào túi quần, đứng ưỡn người trong một tư thế rất thoải mái và tự tin. Bộ đồ bộ đội ủi thẳng nếp, mái tóc dày đen mượt trải briêng tin bóng láng, làm gã non khác hẳn mọi ngày, và càng khác một trời một vực so với buổi đầu Dung mới biết gã. Gã nói: "Sớm gì, cô mới thật là vất vả chứ. Giời rét thế này mà gánh từ nhà đến đây, thật khổ. Đã bảo là để tôi lại tận nhà lấy rau mà cô cứ nhất định không cho." Dung ngồi xuống, bắt đầu chuyển từng bó rau sang hai cái thúng của Mạo. Nàng nói: "Quen rồi anh ạ." Giá cứ như bình thường thì Mạo cũng sẽ nhanh nhẹn ngồi xuống phụ Dung đếm rau, nhưng hôm nay bộ đồ mới ủi thẳng cứng như tờ giấy, gã không nỡ tạo những vết nhăn, cho nên Mạo đứng yên nhìn Dung làm việc. Vả lại trong thâm sâu, Mạo cũng muốn câu giờ để được gần Dung càng lâu càng tốt, bởi đã từ lâu rồi Dung đã trở thành tia nắng ban mai tươi sáng, mang niềm vui đầu tiên trong ngày cho Mạo. Mạo là hậu cần của đơn vị, phụ trách bộ phận nấu bếp. Tiểu đoàn Mạo mới từ Lộc Ninh chuyển về, đóng gần ngã tư Bảy Hiền sau ngày miền Nam thất thủ. Lúc này dưới thời quân quản vừa thiết lập, chợ búa bị giải tán hết, cho nên việc mua sắm lương thực và thực phẩm của hậu cần tương đối khó khăn. Việc tổ chức nuôi ăn cũng như tự gia tăng cải thiện thì chưa có đủ thời gian. Vì vậy ngày nào Mạo cũng phải ra đi thật sớm, lùng mua than, củi, rau bí, gánh về cho nhà bếp. Công việc tuy có vất vả nhưng Mạo thích lắm, bởi quang cảnh Sài Gòn còn quá mới mẻ và đẹp mắt đối với Mạo sau bao nhiêu năm lẩn lút trong rừng. Một buổi sáng, Mạo vừa ra đầu chợ thì gặp mẹ Dung cũng vừa gánh hai thúng rau tới. Bà cụ chưa kịp chào, Mạo đã xông lại hỏi mua nguyên cả gánh mà không cò kè trả giá. Bà mừng quá, ngơ ngác nhìn Mạo và run run nhận tiền. Thời buổi gạo trâu củi quế, bán buôn cứ gặp khách rộng lượng như thế này thì chả mấy chốc mà giàu. Bà vội lân la làm quen để hy vọng Mạo sẽ trở thành khách hàng lâu dài của mình. Bà ân cần hỏi: "Chú mua rau làm gì mà mua nhiều thế?" Mạo cười nhấn mạnh: "Cả một tiểu đoàn mấy trăm người ăn cơ mà, thế này đã thấm vào đâu." Bà cụ hiểu ra, nói như reo: "À, như vậy chú là anh nuôi à?" "Vâng, cháu ở bộ phận phục vụ." Bà cụ hỏi: "Sáng nào tôi cũng bán ở đây, sao mãi hôm nay mới thấy chú thế?" "Dạ, tiểu đoàn cháu mới được điều về thành bồi dưỡng." Rồi Mạo chào bà và gánh rau đi. Bà cụ đờ đẫn đứng nhìn theo không chớp mắt. Bà không thể tưởng tượng nổi hôm nay mình gặp may đến thế. Suốt mấy chục năm sống an nhàn, chồng là công chức cao cấp, bà chưa bao giờ phải vất vả ngược xuôi. Ngày chồng lên đường cải tạo, cảnh nhà cứ sa sút dần. Đồ đạc trong nhà từ từ theo nhau ra chợ trời để đổi lấy nhu yếu phẩm cho gia đình và tiếp tế người trong trại. Dung thương mẹ quyết định nghỉ học để lao vào thương mại, dù rằng lối sống tranh đua giành giật vốn vượt quá khả năng của cả hai mẹ con. Thất bại mấy chuyến trên tàu hỏa, bà đành chuyển sang công việc khác, tuy ít lời hơn nhưng đỡ bon chen hơn. Đó là chiều chiều đi hái rau, trực tiếp mua từ ruộng của nông dân, bó thành từng bó, ủ nước qua đêm, rồi sáng sớm mang ra chợ Tân Bình. Mối lo duy nhất còn lại chỉ là sự đuổi bắt của công an và đám thanh niên cờ đỏ. Bởi mọi quy định của chính quyền lúc ấy về tiểu thương đều không có chính sách rõ ràng. Thanh toán 2 thúng rau thật sớm, trước khi mặt trời mọc thì không sao, chờ khi đông xe cộ, người qua lại tấp nập, nhân viên kiểm tra xuất hiện thì có thể bị tịch thu sạch cả vốn lẫn lời. Đó chính là lý do tại sao bà phải dậy từ 4 giờ sáng, khi mà công an và thanh niên cờ đỏ còn đang say giấc hoặc đang rỉ rả trong các quán cà phê, hủ tiếu. Những ngày kế tiếp, dù chẳng có lời hứa hẹn nào, Mạo cũng vẫn trở lại vị trí cũ và mua hết rau của bà cụ. Nể quá, bà đưa ra đề nghị: "Này, đơn vị của chú ở đâu để tôi gánh thẳng vào trong ấy có tiện hơn không? Vừa đỡ vất vả cho chú mà tôi thì cũng đỡ lo, vì giao hàng ở đây thế nào cũng có ngày bị bắt." Gánh thẳng vào tiểu đoàn thì dĩ nhiên đỡ vất vả cho Mạo thật, nhưng được cái này thì lại mất cái kia. Nhận hàng ngay trong đơn vị thì Mạo làm sao bòn rút để thủ riêng cho mình được. Tuy vậy, trước đề nghị của bà cụ, Mạo ưỡn ngực ra oai: "Cháu mua đứa nào dám bắt, quánh bỏ mẹ chứ lị." Bà cụ cười: "Vẫn biết thế, nhưng rồi chú chưa đến, người ta tịch thu của tôi rồi thì làm sao?" Mạo gật gù ngẫm nghĩ rồi bảo: "Thôi thế này cụ nhé, cứ đúng 5 giờ cụ gánh ra đây. Cụ nhớ hộ cháu như thế, đúng 5 giờ cháu sẽ có mặt. Đứa nào láng tráng cháu dần cho, chả sợ thằng nào cả." Rồi Mạo nổi hứng dặn thêm: "Cụ nhớ tìm thêm cả bí ngô nữa, bí ngô với lại củ cải, bao nhiêu cháu cũng cần tuốt." Từ đó mẹ con Dung thoải mái hơn nhiều, công việc trở nên nhẹ nhàng hẳn đi. Buổi chiều Dung đi mua rau, sáng dậy bà mẹ đi giao hàng. Thời khóa biểu gần như cố định mà tiền bạc luôn luôn sòng phẳng, không bao giờ Mạo thiếu nợ 1 đồng. Rồi một hôm phường chỉ thị mỗi hộ phải cử một người đi thủy lợi ở khu kinh tế mới Lê Minh Xuân, thời hạn 2 tuần lễ. Lê Minh Xuân nằm ngay ở ngoại ô, là thí điểm thủy lợi đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh mà chính quyền dự kiến sẽ đổ vào hàng triệu công lao động nhằm biến vùng đất phèn này thành cánh đồng trồng lúa. Mẹ Dung nhìn con gái mới lớn, ái ngại bảo: "Này, con ở nhà để mẹ đi cho, con gánh rau đi bán thay mẹ." Nhưng Dung quả quyết: "Mẹ đi làm sao được, làm thủy lợi vất vả lắm." Vất vả thì đã đành là vất vả rồi, nhưng cái ấy chỉ là một điều ngại. Nỗi lo âu thứ hai mà bà cụ không muốn nói ra là cảnh chung đụng trai gái lúc ăn lúc ngủ, tắm rửa tập thể trên mương lạch, thay quần thay áo chỉ quây có mỗi tấm vải mủ. Đó mới đích thực là mối bận tâm lớn, khiến bà không muốn Dung có mặt trên nông trường. Bà nói: "Thì cứ để tao đi, tao già rồi, họ chỉ bắt nấu cơm thôi, không sao." Dung cản thế nào cũng không được, đành phải nghe theo lời mẹ. Bà cụ dặn đi dặn lại mãi một câu: "Nhớ nha, nhớ là 5 giờ phải có mặt. Chú ấy hẹn đúng 5 giờ, ra trễ chú ấy mua của người khác thì khốn đấy. Mà ra sớm quá, chú ấy chưa đến, nhỡ gặp công an thì lại càng khổ." Dung gật đầu đáp: "Con nhớ mà, mẹ đừng lo." Bà mẹ lại thêm: "Ừ, quên nữa, chú ấy tên là Mạo. Cứ bảo chú ấy là mày là con của tao. Hỏi chú ấy anh có phải anh Mạo vẫn mua rau của mẹ tôi không? Nói thế là chú ấy biết ngay mà. Dung muốn phì cười vì thấy mẹ mình dặn dò những điều không cần thiết, làm như nàng còn bé lắm và chưa bao giờ lao ra đời. Tuy nhiên để mẹ an lòng, nàng lại gật đầu và nhắc lại. Vâng, con nhớ rồi. Nói chất câu, trong đầu Dung chợt nảy ra một ý tưởng mới mẻ mà nàng tin chắc là nàng nghĩ đúng. Đó là mẹ nàng sở dĩ cẩn thận dặn đi dặn lại như thế, chẳng phải vì coi nàng còn nhỏ, mà chỉ vì việc bán rau cho Mạo đối với bà là cả một nguồn lợi cực kỳ quan trọng, nuôi sống toàn gia đình nàng lúc này. Trong xóm nàng cư ngụ đã lác đác có vài cô gái cùng lứa tuổi, vì nhà nghèo quá mà phải giả dạng bán thuốc lá hoặc bán từng chai xăng ở lề đường để bí mật rước khách bán thân nuôi miệng. Nếu nàng không chu toàn được công việc này thì coi như nàng bưng nồi cơm của cả nhà đổ xuống cống. Nghĩ vậy, nàng nghiêm trang bảo mẹ. Mẹ à, mẹ đi thủy lợi vất vả hơn con. Mẹ cứ lo cho mẹ, đừng lo cho con. Con nghe nói ở nông trường Lê Minh Xuân nhiều khúc lội bùn đến quá đầu gối ấy, rút chân không lên được. Nhiều chỗ lại trơn như là đổ mỡ. Mẹ đi mẹ nhớ vịn người khác, không thì ngã chết. Còn việc bán rau ở nhà thì mẹ cứ yên chí, mẹ dặn gì con sẽ làm đúng như thế mà. Hôm sau, gà chưa gáy tiếng thứ nhất, Dung đã khép cửa gánh rau ra đi, đến ngay địa điểm thường lệ mà mẹ nàng vẫn hẹn Mạo. Mạo có mặt trước, đứng bên kia đường nôn nóng chờ đợi. Gã vén tay áo nhìn đồng hồ, rồi ngạc nhiên không thấy bà cụ đâu, mà lại thấy một cô gái trẻ đặt gánh rau ngay ở cái vị trí của bà hàng quen thuộc. Mạo ngơ ngác nhìn một lúc rồi xông sang, định hỏi xem nàng là ai mà dám tranh chỗ của bà cụ. Nhưng gã chưa kịp lên tiếng thì Dung đã nở nụ cười thân mật và gật đầu chào gã. Trời còn quá sớm, ánh đèn lại úa mờ. Mạo dụi mắt nhìn cho kỹ, bởi gã chưa dám tin là Dung chào gã. Mạo quay lại phía sau và liếc nhìn hai bên, rồi khi biết chắc chung quanh không có ai, nghĩa là rõ ràng người đẹp cười với mình, Mạo mới gật đầu mỉm cười đáp lại. Đáp lại rồi, Mạo cũng vẫn hơi ngờ ngợ, bởi Mạo có ấn tượng con gái miền Nam rất kênh kiệu. Ấn tượng ấy chẳng những Mạo chỉ nghe bạn bè kể lại, mà chính bản thân Mạo cũng từng trải qua đôi lần khi ngỏ lời vu vơ để chọc ghẹo mấy cô đanh đá. Mạo chau mày suy nghĩ, lẽ đâu một người đẹp như thế kia mà lại có cảm tình với Mạo. Cho nên Mạo tự bảo mình đừng nên vội mừng mà nhỡ. Gần tới trước mặt Dung, Mạo quay đầu, đưa mắt về phía cuối đường, tự hỏi sao đã quá giờ hẹn mà bà cụ bán rau vẫn chưa đến. Nhưng Dung kịp thời cất tiếng hỏi. Này, có phải anh là anh Mạo vẫn mua rau của mẹ tôi không? Mạo sáng mắt à một tiếng thật lớn rồi kêu lên. Giời ơi, cứ ngỡ là ai, hóa ra cô là con gái bà cụ. Dung gật đầu. Vâng, mẹ tôi vẫn nhắc đến anh luôn, khen anh hiền lành dễ thương. Mạo cười ỏn ẻn khiêm tốn, trái tim run lên bần bật. Gã tiến lại gần, đặt hai cái thúng bên cạnh Dung và ngồi xuống phụ nàng chuyển rau quả. Gã vui vẻ hỏi. Thế bà cụ đâu mà cô phải đi bán thay? Dung buột miệng đáp. Mẹ tôi đau. Mạo vội sụ mặt xuống cho đúng thủ tục phân yêu, rồi chép miệng. Thảo nào khổ. Thế cụ ốm thế nào hả cô? Nặng hay nhẹ? Cảm sơ sơ thôi anh ạ. Mạo ân cần tiếp. Vâng, sáng nào cụ cũng phải dậy sớm quá, dầm sương dãi nắng như thế thì bị cảm cũng là chuyện thường. Cô nhớ thưa với cụ là tôi có nhờ hỏi thăm nhé. Mạo nói chuyện vớ vẩn thêm một lúc nữa rồi trả tiền, không mặc cả và hân hoan từ giã. Đi khoảng mấy chục thước, Mạo sực nhớ ra một điều quan trọng, vội quay ngoắt lại, chạy theo Dung và hỏi. Rõ thật lú gan lú ruột, quên không hỏi thế tên cô là gì nhỉ? Dung buồn cười vì dáng điệu ngây ngô của Mạo, nhưng ngay sau đó lại tội nghiệp vì thấy Mạo hồng hộc thở như người vừa chạy đua một quãng đường dài. Nàng chớp mắt đáp: Tôi tên là Dung. Sáng mai anh lại ra đây lấy rau nhé. Đúng 5 giờ tôi có mặt. Mạo gật đầu chào một lần nữa rồi quay đi. Gánh rau hôm nay nhẹ tênh trên vai. Mạo vừa bước nhanh vừa huýt sáo một bản quân hành rộn rã. Gã này ra ý định sẽ xin y sĩ tiểu đoàn vài viên thuốc cảm làm quà tặng Dung sáng mai. Nhưng ngay sau đó gã bật cười lắc đầu vì thấy ý nghĩ đó thật ngu dại. Bởi nếu bà cụ khỏi bệnh thì Mạo đâu còn cơ hội gặp Dung. Gã đang mong cho bà cụ ốm thật lâu, hoặc nếu chết luôn được thì lại càng tốt. Cho nên nếu mà phải cho thuốc thì chỉ nên cho thuốc độc là tiện hơn cả. Những buổi gặp gỡ đều đặn với Dung làm lòng Mạo đổi khác. Đời bỗng dưng vui. Ngồi nấu bếp, bổ củi, xách nước, Mạo cứ cười cười vu vơ, đôi khi làm nhảm nói một mình. Sáng sáng Mạo thức dậy thật sớm, đi tìm nguồn sinh lực cho cuộc sống nhàm chán. Thằng Bình, người cùng nấu bếp với Mạo, lúc này xem chừng càng ngày càng lười, bởi đêm nào cũng thức thật khuya, len lén đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết Cậu Chó của Trần Đức Lai mà nó thuê lại của một đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn. Có hôm 3-4 giờ sáng Bình mới đi ngủ. Thành ra khi đồng hồ báo thức reo, Mạo lay thế nào nó cũng không dậy nổi. Nhưng Mạo yêu đời, đâm ra dễ tính. Gã bảo thằng bạn: Tớ thấy dạo này cậu lười bó mẹ. Thôi thế này, chỗ anh em cả, từ nay tớ đi mua rau rồi về nấu cơm sáng. Cậu thích ngủ muộn, tớ để cho cậu thổi cơm chiều. Nhất trí không? Bình trố mắt nhìn Mạo ngạc nhiên và run run cảm động vì tình bạn cao quý hiếm thấy ở Mạo. Đối với Bình, không có cái khổ nào sánh bằng việc thức dậy sớm. Xưa kia trong rừng ngủ bờ ngủ bụi thì chả nói làm gì. Bây giờ về thành tiếp thu được giường êm nệm ấm mà mới 3-4 giờ đã phải nghe đồng hồ báo thức. Nhiều hôm Bình chỉ muốn tiện tay đập tan cái đồng hồ mất dạy đó ra thành trăm mảnh. Gã bảo Mạo: Thế thì còn gì bằng. Thú thật với cậu, cái khoản dậy sớm là tớ chán nhất. Cậu có làm tốt như thế thì tớ đội ơn lắm. Thật ra thì Mạo có tốt lành gì đâu, chẳng qua gã cần nhiều thì giờ riêng tư để nghĩ đến Dung, để tự chăm lo nhan sắc, và nhất là để đi gặp Dung một mình mỗi buổi sáng. Mạo giấu kín chuyện mua rau của Dung vì sợ thằng Bình tò mò đòi đi theo. Thậm chí Mạo còn định kiếm tiểu thuyết lãng mạn về cho Bình đọc, để Bình đừng dậy sớm, phá giấc mộng của Mạo. Mạo mơ mộng rất nhiều, tưởng tượng ra những viễn ảnh xa xôi như trong chuyện thần tiên, mà Mạo hy vọng cũng phải. Bởi càng ngày Mạo càng thấy Dung thật là dịu dàng và khiêm tốn. Nàng lại hay gợi chuyện, và cái miệng xinh xinh của nàng lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười chào đón Mạo. Đôi khi Mạo thoáng nhớ đến người yêu đầu đời ở Hà Nam Ninh, và lắc đầu khi nảy ra ý định so sánh người tình của mình với Dung. Thật là nghìn trùng diệu vợi. Những đổi thay của Mạo không qua khỏi cặp mắt của thằng Bình, dù rằng Bình không hề chủ tâm theo dõi. Nó thấy Mạo chải chuốt, tóc hớt tỉa lia lịa, thay quần áo thường xuyên, và nhất là tắm nhiều hơn trước. Không có người yêu thì việc gì phải tắm một tuần tới 2 lần, Bình tự hỏi, và bắt đầu nhìn Mạo soi mói. Đã thế, nhờ tiền bòn rút của hậu cần, Mạo lại sắm cả đồng hồ, bút máy và kính mát, 3 thứ bảo vật tượng trưng cho lối sống phồn vinh mà phần lớn bộ đội đều khao khát khi mới về thành. Mạo từng xuống tận đường Nguyễn Huệ, vào hiệu ảnh Đống Đa chụp liền mấy kiểu khác nhau, rồi phóng ra cả chục bản gửi về quê nhà, chỉ giữ lại một tấm khá lớn treo ngay ở đầu giường. Một hôm giữa trưa nắng chang chang, Mạo thay bộ đồ mới rồi đeo kính râm ra đi. Bình đang thái bí chuẩn bị bữa cơm chiều, vội quăng con dao ngẩng lên nhìn Mạo dò xét. Ít lâu nay Bình rất ngứa mắt vì mấy cái quần bộ đội của Mạo mỗi khi phơi khô xong là gấp lại cẩn thận, đem trải trên giường dưới lớp chiếu để Mạo nằm lên trên cho thẳng nếp. Bình cứ lẩm bẩm mãi một mình: Bộ đội gì mà làm đỏm thế, nhất là bộ đội hậu cần suốt ngày rúc đầu vào bếp. Ấm ức đã lâu, Cho đến hôm nay mới có dịp, Bình bảo thẳng Mạo: "Này, tớ thấy cậu dạo này khác lắm đấy nhé. Phải lòng con nào rồi chứ gì. Lúc lên đường đi bê, cái nụ nó dặn dò những gì còn nhớ hay là quên mẹ nó hết rồi?" Mạo gượng cãi: "Có mà phải gió chứ phải lòng đứa nào. Có điều thỉnh thoảng tớ cũng muốn ra ngoài, đi đây đi đó cho nó biết với người ta. Cậu thì còn ôm quyển tiểu thuyết, chứ tớ ngồi nhà làm gì?" Thằng bạn cảnh giác: "Tớ bảo thật, con gái trong này không như ngoài ta đâu. Đứa nào cũng hỗn như quỷ, chớ có dại mà lao đầu vào rồi là tiền mất tật mang, trắng mắt ra đấy." Mạo không nói, bước nhanh ra cửa. Nhưng đi ngang sân tiểu đoàn lại bị chính trị viên gọi giật lại và phê bình cái quần ống loe thời trang của Mạo: "Ở đây gần trung đoàn, diện vừa vừa thôi, đừng để trên đánh giá tác phong." Mạo ậm ừ cho qua rồi đi nhanh ra khỏi doanh trại. Cả tiểu đoàn ai cũng ngán chính trị viên, nhưng riêng Mạo thì không sợ, là bởi vì ngày ngày chính trị viên vẫn phải xin thức ăn thừa của Mạo để đem về cho vợ nuôi con heo nái sắp đẻ lứa đầu tiên. Sài Gòn lúc này chất đốt rất hiếm, hàng cây mọc hai bên đường còn bị dân chúng bóc vỏ đem về phơi khô làm củi. Thế mà lâu lâu Mạo vẫn phải dúi cho chính trị viên vài bó đã chẻ sẵn để gã nhét vào cái bao cát treo lủng lẳng ở ghi đông xe đạp, đưa về nhà tặng vợ. Thì đủ thấy Mạo cũng biết điều với chính trị viên lắm rồi. Trò đời mạnh vì gạo bạo vì tiền. Đã nhờ vả Mạo thì dĩ nhiên tiếng nói của chính trị viên cũng không còn sức nặng ngàn cân giống như đối với các thuộc cấp khác trong đơn vị. Mà dù chẳng có ân nghĩa gì với chính trị viên thì lúc này Mạo cũng chẳng sợ bất cứ cán bộ nào trong tiểu đoàn. Hình ảnh của Dung đang ngự trị quá lớn trong tim Mạo, khiến Mạo bất chấp mọi thứ trên đời. Nếu vì Dung mà bị kỷ luật hay phê bình thì cũng không có gì oán hận. Sau bao nhiêu đêm suy nghĩ muốn tiến một bước xa hơn là đến nhà Dung, một hôm Mạo đánh liều gợi ý: "Bà cụ ốm lâu quá, tôi cũng như chỗ người nhà. Chiều nay thể nào cũng phải tạt qua thăm cụ, kẻo cụ lại trách." Dung gạt đi: "Dạ thôi, cảm ơn anh, nhưng anh không phải thăm nom gì cả. Mẹ tôi chỉ cảm xoang thôi, chắc cũng sắp khỏi rồi." Mạo thất vọng ngồi yên, cả phút sau mới nói thêm: "Cụ khỏi thì tôi đến mừng cho cụ cũng được chứ có sao đâu cô." Dung biết Mạo chỉ có ý muốn lại nhà mình, nhưng nàng thấy chưa tiện để gã tới lúc này. Vả lại mẹ nàng có ốm đau gì đâu, cho nên nàng từ chối khéo: "Để tôi về thưa lại với mẹ tôi đã, thư thả rồi tôi sẽ mời anh lại chơi ăn cơm." Câu hứa bâng cua của Dung đủ làm Mạo chan hòa niềm vui. Gã yên tâm gánh rau trở về, và niềm hy vọng trong lòng tăng lên thêm một chút. Mấy hôm sau, nhân ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, tiểu đoàn của Mạo được thịt 3 con lợn để ăn mừng. Mạo lừa lúc vắng người, chặt lấy hẳn một cái chân giò ngon nhất, bó vào tờ Quân đội Nhân dân, bỏ vào bao bố, giấu sâu dưới đống củi, định bụng sáng mai sẽ làm quà tặng Dung. Ở thời buổi khan hiếm thực phẩm, và nhất là mỗi mặt hàng đều do quốc doanh quản lý, thì 1 kg thịt lợn là cả một món quà quý giá mà dân chúng ít khi dám tặng nhau, bởi đôi khi có tiền cũng không mua được. Ngồi thái rau nấu bếp, Mạo hồi hộp lắm, chỉ sợ cái giò heo bị phát hiện thì không biết ăn nói thế nào, mà chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi bộ phận hậu cần. Thằng Bình vốn lười chảy thây, tự dưng hôm đó ăn trưa xong lại bảo Mạo: "Này, lứa củi cậu mua kỳ này ẩm quá, thổi mù cả mắt vẫn không cháy. Tớ tính ít ra cũng phải hơi phơi 2 nắng nữa mới nỏ. Hôm nay trời nắng gắt, tớ đề nghị mình quẳng hết ra sân đi." Nói rồi Bình bắt tay ngay vào việc, sắn tay áo chuẩn bị ôm củi ra phơi. Mạo tái mặt hoảng hốt giằng lại, chỉ sợ lòi ra cái giò heo. Mạo làm bộ gắt: "Chỉ được cái nhanh nhẩu đoảng, ai chả biết là củi ướt, nhưng mà không nghe đài báo thời tiết ư? Hôm nay trời rông, mưa ào ào chạy không kịp bây giờ." Nếu không thì tớ đã phơi lâu rồi chứ chả chờ đến phiên cậu phải nhắc. Bình nhìn Mạo cảm phục, ngượng ngập nói: Thế à, tớ có biết mẹ gì đâu. Mạo cười: Ngủ quay ra như chết còn biết cái gì. Rồi Mạo nhìn lên bầu trời và bảo: Cơn đằng đông cơ kìa, mây đang kéo đến, chỉ độ nửa giờ nữa là phải biết. Thế là cái giỏ heo an toàn đến sáng hôm sau. Vừa gặp Dung ở điểm hẹn, Mạo trịnh trọng lôi món quà quý ra, run run nói: Thưa cô, cụ nhà ốm đau mà cô chả cho lại thăm, tôi lấy làm áy náy quá. Xin gửi biếu cô cân thịt lợn để cụ bồi dưỡng cho chóng bình phục. Câu này Mạo đã nhẩm thuộc lòng suốt đêm qua nên nói ra rất trơn tru, khiến Dung cũng hơi mối lòng. Tuy vậy nàng lắc đầu gạt đi: Cảm ơn anh, bộ đội các anh vất vả để mà ăn cho làm gì. Mạo cứ dúi mãi vào tay Dung và khẩn khoản nói: Của ít lòng nhiều, xin cô nhận cho tôi vui. Nhưng Dung vẫn dứt khoát khước từ: Không, không, tôi đã bảo là không mà. Mạo thở dài thành thật: Cô không lấy thì thú thật là tôi cũng không đem về được nữa. Dung mở to mắt nhìn Mạo và chợt hiểu ra gã đã lấy trộm của nhà bếp thì làm sao mang về được. Dung nao nao cảm động, chớp mắt cúi xuống. Bộ đội như gã sắn khoai còn vĩ đại, huống chi cả một cái giỏ heo lớn thế này. Nàng dịu dàng nói: Anh đã nói thế thì tôi đành phải nhận vậy, để tôi về thưa lại với mẹ tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Mạo vui mừng nói: Cảm ơn cô ấy chứ, cô nhận cho là quý rồi. Hai người cùng ngồi xuống chuyển rau sang thúng của Mạo. Xong công việc, Dung đột ngột hỏi: Chiều nay anh có rảnh không? Mạo ngừng tay ngẩng phát lên, hồi hộp hỏi lại: Chiều nào tôi chả rảnh, buổi chiều tôi có phải làm gì đâu, thằng Bình nấu cơm buổi chiều mà, cô cần gì hở cô Dung. Trong thâm tâm Mạo đoán nàng định mời Mạo lại nhà ăn cơm, nhưng nhìn nét mặt Mạo khẩn trương quá, Dung vội cười để câu chuyện bớt vẻ quan trọng. Anh rảnh thì chiều nay 2 giờ anh chờ tôi ở cây xăng ngã tư Bảy Hiền, được không? Đúng 2 giờ. Tôi nhờ anh đi với tôi có chút việc, nhớ mặc đồ bộ đội nhé. Lời dặn của Dung hoàn toàn thừa thãi, bởi Mạo làm gì có quần áo nào khác ngoài mấy bộ quân phục. Mạo tò mò hỏi thêm: Đi đâu thế hả cô? Dung lắc đầu nói: Cứ đúng 2 giờ gặp tôi rồi anh sẽ biết. Nhưng tôi đã nói rồi, chả có gì quan trọng đâu, anh đừng thắc mắc, dù anh đi chơi chơi vui vậy thôi mà. Thật ra thì chẳng có gì quan trọng thật. Mẹ Dung lúc này sau khi dành dụm được ít vốn đã tiến thêm một bước nữa là đi buôn chợ trời, tức là làm trung gian kiếm khách, mua hàng và giao hàng. Chiều nay bà phải đi lấy một thùng hàng mà nhà nước đang cấm gắt gao, cho nên bà giao cho Dung, và Dung nhờ Mạo đi kèm, bởi có Mạo mặc đồ bộ đội ngồi bên cạnh sẽ tránh được sự xét hỏi của công an. Nhưng dĩ nhiên Dung không tiết lộ cho Mạo biết điều này, vì không muốn tỏ ra là mình lợi dụng. Về phần Mạo, chẳng cần biết Dung nhờ việc gì, hễ cứ được đi bên nàng là hạnh phúc lắm rồi. Gã đứng dậy chào Dung rồi gánh rau về tiểu đoàn. Buổi hẹn hôm ấy đối với Mạo là một biến cố cực kỳ quan trọng. Trưa nắng chang chang, ăn cơm xong, Mạo vội vã thu dọn nhà bếp, giao công việc cho thằng bạn, rồi tắm rửa lau chùi thật kỹ, lấy chai nước bông nội hóa xịt sơ vào hai bên nách và mặc bộ đồ mới ra đi. Đồng hồ, bút máy, kiếng mát không thiếu thứ phụ tùng nào. Mạo chờ khoảng nửa giờ Dung mới đến. Thoạt nhìn nàng xuống xích lô bên kia đường, Mạo tròn mắt kinh ngạc suýt nữa nhận không ra. Dung mặc áo thun vàng, quần jean bó sát. Nàng trang điểm sơ sài, nhưng Mạo thấy lộng lẫy quá. Thường ngày Mạo chỉ gặp nàng lúc trời còn mờ tối, mà nàng lại mặc quần áo đen, bộ đồ bà ba đứng bên hai thúng rau, cho nên tuy có đẹp nhưng chẳng có gì nổi bật. Giờ đây nét đẹp dịu dàng thôn nữ mỗi buổi sáng đã hoàn toàn biến mất, để nhường chỗ cho một nhan sắc cực kỳ kiêu sa đối với Mạo. Mạo cứ đứng ngây người như pho tượng, miệng há ra không nói được lời nào. Mãi đến khi Dung băng qua đường, tươi cười cất tiếng hỏi: "Anh đến lâu chưa?" Mạo mới hoàn hồn ú ớ đáp: "Lâu lâu rồi, cũng không lâu lắm, hơi lâu thôi." Dung cúi xuống che giấu nụ cười. Cặp kính đen kiểu thầy bói che kín đôi mắt nhỏ của Mạo, và bộ đồ còn nguyên nếp gấp làm Mạo nom oai hẳn lên. Dung vẫy xích lô, khoác tay bảo Mạo cùng leo lên. Hai người ngồi sát bên nhau. Mạo lính quính không biết để tay vào đâu. Hơi ấm từ vai, từ cánh tay và từ đùi nàng truyền sang dịu dàng, làm Mạo thấy lâng lâng dạo dực. Mạo nghiêm trang nhìn thẳng, nín thở để thưởng thức cái giây phút vĩ đại nhất trong cuộc đời. Mạo nghĩ các phi hành gia Liên Xô khi bay vào vũ trụ chắc cũng chỉ thấy chơi vơi như Mạo lúc này. Gió thổi mái tóc Dung bay lòa xòa, quệt vào mặt Mạo từng hồi. Hương thơm thoang thoảng mà Mạo không thể so sánh với bất cứ loại nước hoa nào. Mạo không dám thở mạnh, không dám nói nhiều, sợ làn hơi vương mùi thuốc lào của mình có thể làm Dung khó chịu. Đi một lúc, Mạo bắt đầu khổ sở. Trời nắng xiên gay gắt quá, chiếu thẳng vào người, xuyên qua lớp vải dày của bộ quân phục, như phun ngọn lửa trên đùi Mạo. Y tá tiểu đoàn cho biết toàn đơn vị của Mạo hiện đang có gần 100 đứa bị bệnh hắc lào, tức là loại phong ngứa nổi mề đay như đồng tiền rải rác trên cơ thể. Riêng Mạo hiện đang cưu mang một mảng khá lớn ở đùi trái sát đũng quần. Đêm đêm nằm ngủ, nhiều khi Mạo gãi trong vô thức, sáng dậy thấy từng vết máu dính cả vào quần đùi. Nhưng khi ngồi gần bếp lửa, vết ngứa lại càng gia tăng làm Mạo hết sức khó chịu. Cái bệnh ngứa ấy thật ra đã làm Mạo khổ từ mấy năm nay, lúc còn đóng ở vùng Lộc Ninh. Trong rừng không có thuốc, Mạo đành chịu. Đắp bừa bao nhiêu loại lá cây hoặc sát muối hột cũng chẳng thuyên giảm chút nào. Mãi đến khi vừa đặt chân về thành, Mạo dò hỏi và chạy đi mua ngay mấy hũ giải phong sát độc hoàn của nhà thuốc Thảo Nam Sơn, và uống liên tục 2 tháng trời. Không thấy công hiệu, Mạo trở lại nhà thuốc và ông thầy cho Mạo uống loại mạnh hơn là sưu độc bá ứng hoàn. Cũng chẳng ăn thua gì, bởi đồng đội có người chỉ cho Mạo là phải trong uống ngoài thoa. Cuối cùng Mạo nghe lời, đi mua chai thuốc lắc ông Tiên mang về sức thử, và tính đến nay đã xài gần hết nửa chai rồi mà cũng chưa thấy kết quả gì cụ thể. Sức thuốc ngoài ra là một cực hình đối với Mạo, đến nỗi thằng Bình mỗi lần thấy Mạo mang lọ thuốc ra là phải quay mặt đi chỗ khác. Mạo thường dùng con dao của nhà bếp mà Mạo vẫn thái bí, cạo cho chóc lớp vải trên đùi, rồi mới lấy bông gòn chấm thuốc bôi lên. Thuốc vừa chạm vào là Mạo nhảy tưng tưng, mặt mũi nhăn nhó suýt xoa như phỏng lửa. Thằng Bình thương hại chỉ cho Mạo một cách giảm đau là mượn cái quạt máy của văn phòng, mở hết tốc lực, chiếu thẳng vào chỗ bôi thuốc, may ra mới đỡ được phần nào. Bây giờ ngồi bên Dung dưới ánh mặt trời gay gắt, bệnh cũ bỗng phát mạnh làm Mạo cực kỳ khó chịu. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt ngứa, nhưng Mạo đành chịu, không dám thò tay xuống gãi. Và lại muốn gãi cho đã thì phải cởi quần ra, chứ gãi qua lớp vải kaki dày cộm kia thì có thấm vào đâu. Xe ngừng lại ở chợ cũ. Dung hỏi: "Anh có phải về gấp không?" Mạo xua tay: Không, tôi chả bận gì cả, muốn đi đến bao giờ cũng được." Dung chỉ cái quán giải khát và nói: "Nếu vậy thì vào đây uống nước đã." Nàng lôi Mạo vào tiệm cà phê đang đông khách. Ai cũng ngẩng lên nhìn Dung, rồi lại ngó Mạo lúng túng đi bên cạnh. Mạo mất hết cả bình tĩnh, đôi chân chập choạng đá lung tung, vấp vào cái ghế thấp, suýt nữa văng cả chiếc dép râu ra ngoài. Mãi tới khi ngồi hẳn xuống bàn đối diện Dung, Mạo mới mỉm cười trấn tĩnh, run run uống hớp đá chanh thấm mát cả cơ thể đang dạo dực. Ngồi một lúc, hai người đi bộ vào một căn nhà trong hẻm, bưng thùng đồ ra rồi lại gọi xích lô máy trở về ngã tư Bảy Hiền. Đêm hôm ấy Mạo thao thức mãi, suy nghĩ mông lung. Cha ơi, nếu có được một người yêu như Dung thì cuộc đời hạnh phúc biết bao nhiêu. Mạo thoáng nhớ đến cái nụ ở Hà Nam Ninh mà mấy tháng nay dường như Mạo đã quên hẳn, mặc dù mấy lá thư nụ gửi vào lời lẽ rất nồng nàn tha thiết. Một chút hối hận thoáng qua đầu Mạo, bao nhiêu lời thề thốt trước lúc chia tay, những buổi hẹn hò trong bụi rậm, ngày hai đứa còn công tác chung trong toán trồng rừng, rồi những đêm xả vời đi xem văn nghệ để rủ nhau mặn nồng trên đống rơm trong chuồng bò của hợp tác xã. Hôm tiễn chân, cây nụ đã dáng móc trong cặp quần ra đưa cho Mạo mấy chục bạc và cái khăn theo hình hai con chim cút chúi đầu vào nhau. Bao nhiêu kỷ niệm còn đó mà nay Mạo đã thay lòng đổi dạ. Bất giác Mạo thở dài thành tiếng. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, Mạo lại tự an ủi rằng có được người yêu như Dung thì còn gấp trăm lần cái nụ. Mạo sẽ đem Dung về Bắc để hãnh diện khoe với bạn bè và hàng xóm. Chỉ cần tưởng tượng ra bao nhiêu ánh mắt thiên hạ trầm trồ ngưỡng phục, Mạo đã thấy đê mê như vừa uống mấy cốc rượu mạnh. Mạo ngồi dậy, vói tay lên, mò cái túi áo treo ở đầu giường, tìm gói thuốc và cái bật lửa. Gã đốt thuốc, phun khói phì phì trong lúc vận dụng trí óc để tự hỏi mình một câu là Dung có thể nào yêu gã được không? Ước mộng ấy phải chăng chỉ là hoang tưởng, là phù phiếm như trong tiểu thuyết? Một cô gái trưởng thành ở miền Nam, quen ăn trắng mặc trơn, lẽ nào lại trở thành người yêu của một anh bộ đội nấu bếp? Mạo suy đi tính lại rồi thất vọng, buột miệng than thành tiếng. Đời nào thằng bạn nằm kế cận quay sang mắng: khuya quá rồi không ngủ đi, còn lải nhải gì mãi thế? Mạo không quan tâm tiểu đoàn trưởng hay chính trị viên mà xuống đây bây giờ bảo Mạo ngủ, chưa chắc Mạo đã thèm nghe, chứ nói chi đến thằng bộ đội bên cạnh. Mạo thản nhiên ngồi dậy và khệnh khạng bước ra hè ngồi hút thuốc, tâm trí tràn ngập hình ảnh của Dung. Lâu lắm, sương đêm nhỏ từng giọt từ mái tôn, nghe lộp bộp trên nền cát và hơi lạnh lan dần vào cơ thể, Mạo mới đứng dậy, uể oải bước vô dãy nhà ngủ tập thể. Sáng hôm sau gặp lại Dung, Mạo thấy Dung đã trở về với cái dáng dấp hiền lành thường lệ của một cô gái bán rau. Mạo thích cái vẻ đẹp bình dị đó lắm, bởi Mạo có cảm tưởng nàng gần trong tầm với của Mạo hơn. Chuyển rau sang thúng của Mạo xong, Dung cho biết con số và giá tiền như thường lệ, nhưng Mạo không trả tiền. Gã làm bộ sờ nắn túi áo túi quần rồi bảo Dung: khổ quá, sáng nay tôi đi vội, thành ra quên không bọc tiền theo. Đi được nửa đường mới sực nhớ ra. Chốc nữa phiền cô đến thẳng tiểu đoàn tôi lấy tiền được không? Thật ra thì không phải Mạo quên. Đêm qua ngồi mấy tiếng ngoài hiên hút thuốc tàn nguyên một gói thuốc vàng cỏ, Mạo đã nghĩ ra được một phương cách để rủ Dung vào hẳn đơn vị thăm mình, ngõ hầu khoe với bạn bè đồng ngũ. Dung thì không nghĩ ra được điều đó. Buôn bán với khách quen đôi khi thiếu tiền là chuyện thường, nhưng dĩ nhiên nàng phải đến lấy ngay. Đồng tiền liền khúc ruột, không thể để lâu được. Rồi đơn vị của Mạo bất ngờ đổi đi thì biết đằng nào mà đòi. Nàng gật đầu đáp: được chứ anh? Anh ở tiểu đoàn 2 quyết thắng chứ gì? Mạo mừng rỡ nói như reo: vâng, đúng đấy. Đến cổng cô cứ bảo với đồng chí gác cổng là cho tôi gặp Mạo, Mạo hậu cần, là đứa nào cũng biết. Ngần ngừ một chút, Mạo lại dặn thêm: nhưng cô đừng nói là cô bán rau cho tôi nhé. Chuyện mua bán tôi không muốn đứa nào biết. Có ai hỏi thì cô cứ bảo cô là người nhà của tôi. Dung gật đầu: vâng, thế độ mấy giờ tôi đến thì tiện cho anh? Mạo đáp nhanh: 10 giờ nhé, 10 giờ. Dung gật đầu nhắc lại: vâng, 10 giờ. Mạo chào Dung, hân hoan gánh rau về đơn vị. Thế là suốt buổi sáng hôm ấy, Mạo bồn chồn như lửa đốt. Ngồi thái rau, cắt bí, nhặt cá khô, Mạo cứ lóng ngóng nhìn ra cổng, rồi lâu lâu lại xem đồng hồ. Khoảng 9 giờ, Mạo đánh thức thằng Bình dậy, giao việc cho nó rồi ôm quần áo đi tắm. Thằng bạn ngơ ngác nhìn Mạo, ngạc nhiên tự hỏi tại sao hôm nay Mạo lại tắm sớm như thế, và thậm chí còn thay cả bộ đồ mới nữa. Nhưng Bình ngại không dám hỏi, chỉ soi mói nhìn Mạo dò xét. Mạo đứng trong cửa sổ chải đầu, mắt đăm đăm ngó ra cổng. Thấy thằng bạn có vẻ thắc mắc, Mạo hiểu ý lên tiếng trước. Chốc nữa tớ có người nhà vào thăm, cậu chịu khó lo họ tớ trong bếp, tớ bận tiếp khách. Thằng Bình hiểu ra, à một tiếng rồi gật đầu. Tưởng gì cậu bận thì cứ để đấy cho tớ, cậu có người nhà trong này à? Mạo chưa kịp trả lời đã thấy Dung xuất hiện ngoài cổng, đang nói chuyện với anh chàng gác cửa. Lập tức Mạo chạy lao ra đón và giật mình sửng sốt vì Dung ăn mặc quá đẹp đối với đôi mắt thẩm mỹ của Mạo. Gã dẫn Dung đi từ băng qua sân tiểu đoàn, rồi lang thang theo hành lang, dãy nhà ngủ tập thể và vòng cả ra phía sau doanh trại, rồi cuối cùng mới trở về nhà bếp. Bộ đội thời Bình nhàn rỗi, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nhìn Dung và Mạo, làm gã vừa hồ hởi vừa ngượng ngùng. Gã biết lát nữa đây khi Dung đi rồi, chúng nó sẽ ùa ra vây lấy Mạo mà hỏi thăm, và dĩ nhiên Mạo sẽ mập mờ trả lời úp mở để đứa nào cũng tưởng rằng đó là người yêu của Mạo. Nhờ sự hiện diện bất ngờ của Dung hôm nay mà Mạo tự cảm thấy giá trị của mình tăng vọt hẳn lên trước mặt đồng đội, cho nên lúc trả tiền rau, gã rộng lượng đưa thêm cho Dung 10 đồng và bảo: thật là mất công cổ quá, gửi cô tiền xe, chứ không thì lại thiệt thòi cho cô. Nhận tiền xong, Dung hỏi: chiều nay anh có rảnh không? Mạo sung sướng kêu lên: lại đi lấy hàng nữa à? Nhưng Dung cười vì thái độ háo hức của Mạo và nói: không, anh không bận thì tôi rủ anh đi hái rau với tôi cho vui. Mạo sung sướng quá, xua tay kêu lên: đã bảo là buổi chiều tôi có làm gì đâu mà bận, thằng Bình nấu cơm chiều mà lại... Dung hài lòng nói: vâng, thế thì độ 4 giờ anh lại chơi với tôi ở chỗ hôm qua nhé, cây xăng Ngã Tư Bảy Hiền đó. Bây giờ xin phép anh, tôi về. Mạo đưa Dung ra tận cổng rồi đứng nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xích lô đạp chở nàng khuất hẳn ở một ngã tư. Mạo mới chạy vội vào bếp, cởi quần áo ngoài để phụ với thằng Bình lo bữa cơm trưa cho đơn vị. Vừa làm việc, Mạo vừa miên man suy nghĩ. Gã không thể ngờ đời mình lại có một bước ngoặt tình cảm đột xuất như thế này, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Bởi nếu Dung không yêu gã hay ít ra không chú ý đặc biệt đến gã, thì đời nào lại rủ gã đi chơi 2 ngày liên tiếp để làm gì? Vừa múc cơm, Mạo vừa cười cười một mình, vì bước đầu như thế là hoàn toàn thắng lợi. Buổi chiều, Dung đón Mạo ở cây xăng rồi dắt gã đi sâu vào ruộng rau muống cách quốc lộ cả cây số. Hai người leo lên chiếc thuyền con, Mạo chèo, Dung hái. Ít lâu nay thấy Dung ngày nào cũng gánh rau về, tổ phó an ninh và công an khu vực gọi nàng ra cật vấn về lối làm ăn cá thể của nàng. Dung khai thật là mình cung cấp rau cho bộ đội, nhưng xem chừng họ không tin, lại còn nghi nàng đem bộ đội ra để hù. Chính vì vậy, nàng mới mời Mạo theo hôm nay để chứng minh với công an lời khai của nàng là đúng sự thật. Chỉ có điều nàng không nói cho Mạo biết chuyện đó, cho nên Mạo cứ khấp khởi mừng thầm và tràn trề hy vọng, vì tưởng rằng chuyến đi này chỉ thuần túy do động cơ tình cảm thúc đẩy mà thôi. Ngồi bên Dung, nghe nàng vừa hái rau vừa hát nho nhỏ, Mạo thấy cái hình ảnh đó thơ mộng quá. Mạo cảm động không nói được gì, mãi một lúc khá lâu mới bảo Dung: cô có mỏi tay thì để tôi vặt hộ nhé. Dung ngẩng lên cười: thôi cảm ơn anh, tôi quen rồi, ngày nào mà chả hái. Mỗi lần Dung nhoài người để ngắt một ngọn rau xa xa, cái áo cánh co lên, lưng nàng để lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần giữa cặp quần và gấu áo. Mạo nhìn đăm đăm rồi nén tiếng thở dài. Hái được khoảng một thúng, Dung ngừng lại, ngửa cổ vươn hai tay cho đỡ mỏi, rồi hỏi Mạo cho có chuyện: ở ngoài Bắc anh có người yêu chưa? Câu hỏi bất ngờ làm Mạo á khẩu. Gã nghĩ nhanh đến cái nụng, nhưng gã lờ đi và ấp úng nói: không, tôi làm gì có. mới nhớn đã vào bộ đội ngay, chưa có điều kiện làm quen ai cả. Ngừng một chút không thấy Dung nói gì, Mạo gợi ý thêm: con gái ở trong này thì đỏng đảnh quá, khó mà quen ai được. Dung cười: Anh thấy tôi có đỏng đảnh không? Mạo xua tay: Cô thì khác, dễ gì mà có người tốt như cô. Dung nói: Ai cũng thế cả chứ, rồi anh coi. Dứt lời, Dung lại tiếp tục hái rau. Mạo chèo thuyền dướn lên một quãng nữa, rồi trong đầu chợt nảy ra một diệu kế để thăm dò tình cảm của Dung. Gã thấy không lúc nào thuận tiện bằng lúc này, giữa khung cảnh riêng tư và thơ mộng có một không hai trong đời. Gã nhìn Dung, thở dài, mặt bỗng dưng đổi sang nghiêm và buồn, giọng nói trầm hẳn xuống: Cô Dung ơi, tôi sắp thôi không làm hậu cần nữa. Dung ngẩng phát lên, hốt hoảng hỏi: Chết, sao vậy? Mạo lại thở dài thườn thượt, rồi lấy hết can đảm, nói một câu tâm sự cần thiết: Tôi cũng chả biết tại sao, chỉ nghe thủ trưởng bảo thế. Nghỉ nấu bếp ấy, thì tôi chả tiếc, thật tình chỉ tiếc là từ nay không được gặp cô nữa. Nói xong câu ấy, Mạo thấy cũng không khó khăn lắm, mà tại sao mỗi lần định mở miệng, Mạo cứ đắn đo. Còn Dung, nàng giật mình buông mớ rau trên tay, lặng người nhìn sang dãy nhà bên kia bờ hồ. Thời buổi làm ăn khó khăn, hộ khẩu chặt chẽ, 10 nhà hết 9 nhà ăn độn. Mẹ con nàng đang có mối hàng thật tốt là Mạo. Nếu Mạo nghỉ, người thay Mạo đã chắc gì sẽ tiếp tục mua rau của Dung, huống chi bán cho Mạo vừa nhanh chóng vừa được giá cao, bởi Mạo chẳng bao giờ so kè bớt một thêm hai. Mạo thấy Dung buồn đâm ra hối hận, gã vờ vịt lên tiếng: Để tôi xem mấy ông tướng ấy muốn gì, chắc lại đòi chè cháo gì đây. Trong tiểu đoàn thiếu gì đứa muốn xin xuống bộ phận phục vụ, thành ra biết đâu. Dung nhìn Mạo bằng ánh mắt khẩn khoản, nàng ngắt lời: Anh cố gắng ở lại làm hậu cần, anh nghỉ tôi tiếc lắm. Câu nói ấy mới thật là dòng suối mát, tưới vào trái tim khô cằn của Mạo, giúp cho niềm hy vọng trong đầu Mạo lớn thêm hơn gấp bội. Nếu Dung không có cảm tình sâu xa với mình, thì đời nào lại nói với mình một câu tha thiết như vậy. Dù Mạo bơi thuyền đi hái rau đã là một biểu lộ hết sức lãng mạn rồi, huống chi lại còn nói với Mạo những lời mặn nồng như thế. Mạo nghĩ vậy và phấn khởi quyết định sẽ phải viết ngay một lá thư tỏ tình sau thắng lợi bước đầu vừa đạt được. Nói thì Mạo không tự tin, bởi hay vấp váp, nhớ trước quên sau. Chỉ có một cách là ngồi một mình trong phòng vắng, giải bày hết tâm sự trên trang giấy, thì Dung mới hiểu được lòng Mạo. Buổi tối hôm đó, tiếng kèn tắt đèn khuya lên đã lâu mà mấy dãy nhà ngủ vẫn còn ồn ào oi bức. Vài ngọn đèn cầy leo lét ở đầu giường mấy đứa mê tiểu thuyết miền Nam. Tiếng nói chuyện, tiếng chửi tục lâu lâu vang lên bất chợt. Mạo nằm nhắm mắt suy nghĩ một lúc về nội dung bức thư sắp viết, nhầm kỹ từng câu văn mà Mạo tin rằng sẽ phải làm Dung siêu lòng. Rồi Mạo ngồi dậy, mở ba lô con cóc, lấy giấy bút, mang xuống nhà bếp giang sơn riêng biệt của Mạo. Gã ngồi vào cái bàn phủ đầy những mắm muối, phủi bụi sơ sơ, rồi trải rộng tờ Quân đội Nhân dân trước khi đặt tờ giấy trắng tinh lên trên. Để chuẩn bị tinh thần, Mạo rít một hơi thuốc lào thật đẫy, khói phun ra hai lỗ mũi như cặp ngà voi, rồi mới quăng cái điếu cày sang bên cạnh, cầm bút nắn nót nhập đề: Cô Dung muôn vàn kính yêu. Mạo ngừng lại, nghiêng đầu ngắm hàng chữ mở đầu đó và thấy có cái gì vướng víu không ổn. Mạo vo tròn tờ giấy, quăng vào góc bếp, lấy tờ khác ra, và lần này tự dặn mình phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đặt bút, bởi Mạo chỉ có khoảng 10 tờ, sợ không đủ. Đắn đo mãi, cắn gần nát cái đầu bút và hút mấy chục bi thuốc lào, Mạo mới hoàn tất lá thư 2 trang. Gã mệt mỏi gục xuống bàn, thiếp đi ngay bên cạnh đống cá khô phơi chưa kỹ, có những con giòi bò lổm ngổm. Sáng hôm sau, Mạo trịnh trọng mang lá thư đi sớm. Gã nôn nao nghĩ đến lúc đặt phong thư tình trong bàn tay mềm mại của Dung. Và rồi chỉ sáng ngày kế tiếp, Mạo sẽ biết kết quả. Có thể Dung cũng sẽ trả lời Mạo bằng một bức thư nồng nàn tương tự, để Mạo ngày ngày ngồi nấu bếp, mang ra đọc đi đọc lại cho đến thuộc lòng mới thôi. Nhưng đến nơi không thấy Dung đâu. Dưới ngọn đèn tròn mờ úa quen thuộc, chỉ có bà mẹ đang nhúng những bó rau vào chậu nước bên cạnh. Vừa thấy Mạo, bà cụ đứng ngay dậy đon đả chào. Chú Mạo à, lâu quá mới lại gặp chú vẫn khỏe đấy chứ? Mạo ú ớ đáp: Thưa bác khỏi ốm rồi ư? Bà cụ ngạc nhiên nói: Nào tôi có ốm đau gì đâu. Mạo gấp vội phong thư nhét vào túi quần, vì chưa biết có nên nhờ bà cụ chuyển cho Dung hay không. Gã ấp úng hỏi: Thưa bác, hôm nay cô Dung nghỉ hả bác? Bà cụ ngồi xuống, chuyển rau qua thúng của Mạo và hạ giọng nói: Vâng, em nó nghỉ luôn chú ạ. Mạo há mồm đứng như pho tượng. Bà cụ vui miệng kể tiếp: Nói để chú mừng cho nó, tôi sắp cho nó đi ở riêng. Mạo sửng sốt nhắc lại: Đi ở riêng? Bà cụ dài dòng tiếp: Vâng, em nó sắp lấy chồng, con gái lớn rồi còn gì. Nó thương tôi, tuổi tác cho nên cứ nằng nặc đòi đi bán cho đến ngày cưới mới nghỉ. Nhưng chồng nó nhất định không cho, bảo là con gái đi một mình từ 3-4 giờ sáng nguy hiểm lắm, sợ có chuyện gì. Thế nào đám cưới em Dung chú cũng phải đến đấy nha. Mạo choáng váng như người trúng gió, mặc dầu lúc đó không hề có cơn gió nào. Toàn thân Mạo run lên, bàn tay phải thọc trong túi quần, mân mê phong thư tình ngây dại. Bà cụ điềm nhiên tiếp: Này, hôm nọ chú cho cái chân giò quý hóa qua, chẳng biết nói thế nào để cảm ơn chú. Mạo lững thững quay đi, quên cả chào từ giã. Bà cụ ngạc nhiên gọi theo: Thế chú không lấy rau à? Chú Mạo ơi! Mạo không đáp, lảo đảo băng qua đường. Khúc đường quen thuộc dẫn về trại, hôm nay Mạo thấy như một con dốc cao vời vợi mà đôi chân gã nặng nề leo lên từng bậc. Trong mớ ý nghĩ hỗn độn quay cuồng, Mạo thấy hiện ra hình ảnh cái giò heo. Và càng đau xót cuộc tình bao nhiêu, Mạo lại càng tiếc thương cái chân lợn bấy nhiêu.